Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết Cái tôi và sự cô đơn của tác giả Trà Kha. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của bài viết ngay bây giờ nhé. Thật ra, cô đơn hay trống rỗng, buồn phiền, âu lo, lạc lối, tất cả chúng đều là tổng hợp của một mớ cảm xúc hỗn độn trong cơ thể, tâm trí ta. Không phải cứ đặt tên thì ta sẽ nhìn rõ được chính xác chúng, rồi hy vọng giải quyết được chúng. Cảm xúc hoàn toàn không thể diễn tả bằng ngôn từ cho chính xác được. Thành ra lý trí hay những sự giải thích hùng hồn rất khó khăn trong việc nắm bắt và hiểu cảm xúc của chính mình. Thế nên mình thấy rất hiệu quả để hiểu rõ hơn những cảm xúc tiêu cực ở trong ta, giúp ta quen với chúng hơn và không còn quá lo sợ về chúng như trước nữa. Đó là hãy đối diện, quan sát cái mớ cảm xúc hỗn tạp kia. Giờ bạn xem kỹ xem, có phải lúc cảm giác cô đơn xuất hiện, bạn cảm thấy rất kinh khủng hay là không? Đó chính là lúc quan trọng, là lúc bản thể chân trụ của ta xuất hiện. Sau khi cảm giác đó chợt đánh ta một phát, nó liền kích thích sự tưởng tượng, những ẩn ức, những sự kiện, và đặc biệt là những ngôn từ do ta nói, hoặc do ta tưởng tượng người ta nói với ta xuất hiện ồ ạt. Ngôn ngữ chính là dấu hiệu của giao tiếp, và cái tôi thì luôn xuất hiện ở trong sự giao tiếp. Nếu bạn có thể quan sát nhanh, thì bạn có thể bắt gặp các văn bản ngôn từ đó đang nói gì. Mình cô đơn quá, mày là đứa bất hiếu, nó là đứa thất bại, mình quá vô dụng, cuộc sống này quá bất công, ôi tương lai mình chắc khổ lắm đây, đại loại vậy. Khi mà cái cảm giác tiêu cực, ức chế ập đến, những sự tưởng tượng và ngôn từ trong đầu cũng sẽ mang tính chất tiêu cực, phòng vệ để ứng với chúng. Mà có phải ngôn từ thì sẽ kích thích, gợi nhớ lại một đống thứ không? Ví dụ thôi, hồi xưa bạn đã chứng kiến cô giáo đánh đòn rất ác liệt một đứa bạn học, chửi nó là đồ thất bại. Thì cái chữ thất bại đó cùng cảm giác, ký ức đáng sợ đó, nó ghim vô tiềm thức của bạn. Và bạn hoàn toàn không thể nhớ và ý thức được chúng. Chúng chỉ xuất hiện trở lại cùng với từ ngữ thất bại, dưới dạng các cảm giác ớn lạnh. Và cảm giác đó lại kích thích đủ chiều hướng. Đã qua một chuyện khác, mà chuyện này lại xuất hiện trong trí tưởng tượng của bạn, cùng với các trao đổi ngôn từ giữa bạn và các nhân vật với nhau. Bạn sẽ tưởng tượng người yêu nói gì với bạn, rồi bạn sẽ đáp trả ra sao để bảo vệ cái tôi. Rồi tưởng tượng tiếp, người yêu sẽ đòi chia tay, người yêu sẽ quen một người khác, rồi bạn sẽ trách móc họ là bạc tình gian dối ra sao, bạn sẽ trả thù như thế nào. Ngôn từ cứ thế mà đẩy trí tưởng tượng của bạn đi quá xa, quá ảo, quá cực đoan, khác biệt hoàn toàn với sự thật. Tâm trí bạn lúc này quá ngợp vì đống liên tưởng vào ngôn từ ấy. Những sự tưởng tượng trong đầu đó giết rồi sẽ tạo thành những thành kiến. Ví dụ, mình chân thành, nó giả dối, gia cố thêm cho chúng, rồi một dịp nào đó, nó sẽ bật ra bằng lời nói. Khi mà bạn phản ứng với người ta, và từ đó bạn mới cảm thấy lời nói đó ngu ngốc như thế nào. Ý em không phải là vậy. Nhận thức về sự thiếu hiểu biết của bản thân đã giúp cho chúng ta nhận ra rằng mấy lời nói trong đầu và những lúc cảm giác tiêu cực xảy ra đa phần đều là sai lầm, phi logic cả. Thậm chí còn gây thêm những ức chế mới. Và do vậy, mình đã chọn cách chỉ thuần quan sát cảm xúc, tắt đi chức năng ngôn ngữ trong những lúc như vậy. Và khi làm vậy, thì điều gì sẽ xảy ra? Lúc những câu nói đầu tiên bắt đầu lao nhau, mình nhận thấy chúng rồi mình ý thức, ok, tắt chức năng ngôn ngữ nào. Và các nhân vật trong trí tưởng tượng tự dưng trông rất mắc cười, như phim câm vậy. Còn nếu là giọng nói của mình bị tắt, thì cái còn lại là một mớ cảm xúc lùng bùng. Tắt ngôn ngữ không chỉ là tắt giọng nói, mà còn tắt cả chữ viết của mình và người khác nữa. Ví dụ, những bình luận ở trên mạng với nhau. Một hồi sau, cái mớ cảm xúc đó, cái mớ hơi thở rộng, lồng ngực thắt lại, tim nhói lên, đập thình thịch, người như muốn đổ rạp xuống. Cái mớ không thể mô tả đó, nó tự dưng biến mất. Sự tưởng tượng ghê sợ cũng mờ dần rồi biến mất theo luôn. Cảm xúc tiêu cực giống như cơn hỏa hoạn vậy, mình không tiếp thêm xăng cho nó, một hồi là nó hết cháy. Tâm mình tự dưng hoàn toàn tịch lặng. Một cảm giác sung sướng ập đến. Thế là mình được hội ngộ cái bản thể trần trụi này đây. Những lần sau, khi cô đơn, buồn chán, thất vọng và trì hoãn tự dưng đến, mình thường ngưng mọi chuyện lại, ngồi yên, chào đón chúng một cách tự nhiên. Thế là lát sau, chúng tự biến mất, nhẹ nhàng như cơn đói bụng vậy. Ồ, hóa ra nó không đáng sợ như là mình nghĩ. Lời kết. Một buổi chiều nọ, trời Sài Gòn đang nắng, bỗng chuyển sang âm u. Từng cơn gió nổi lên, giật mạnh cửa sổ nghe ầm ầm. Thế là mình ra đứng ngay ở hiên nhà, để đón cơn mưa, làn gió mang hơi ẩm và cái mát lạnh của mưa phả vô mặt mình. Những cành lá rung lắc mạnh,
Cảm giác lúc ấy khiến mình mê tơi, sung sướng khó tả. Những kỷ niệm thời con nít cởi trần tắm mưa, tung tăng khắp phố phường lầy lội lại tự nhiên ập đến. Mùi của cảm giác đó cứ như vị của tự do vậy. Phải chăng những lúc như vậy, những lo lắng, bộn bề của cuộc sống tự dưng biến đi đâu mất, chúng ta được tự do hoàn toàn. Chỉ có một tâm trí tự do hoàn toàn khỏi tất cả những cái tôi, những định kiến, lo lắng, hơn thua, tham lam mới có thể cảm nhận được hoàn toàn hương vị của cuộc sống như nó vốn là. Mà có phải để tự do khỏi tất cả những cảm xúc tiêu cực đó, để không bị chúng ám ảnh nữa, thì ta phải hiểu chúng chăng? Những lời thì thầm của cơ thể và tâm trí cho ta biết có điều gì đó đang sai lầm và thiếu thốn ở trong đời ta. Và để hiểu chúng, chi bằng ta ngồi lại, đối diện và cuối cùng là tự chúng rời đi một cách tự nhiên. Hiểu chính là buông xả thanh thản. Cảm ơn các bạn đã đọc bài. Cha Kha. PS, giải thích thêm về tắt chức năng ngôn ngữ. Tắt chức năng ngôn ngữ là để quan sát được cảm xúc. Nhưng muốn tắt đúng thì là không dễ, vì cần có nhận thức. Nhận thức càng rõ thì động lực càng lớn về bản chất của ngôn ngữ, mà chuyện đó lại hơi khó giải thích một tí. Vì quá khó giải thích và không dám giải thích vấn đề của văn minh, thu phục đám đông, nên mấy cái tôn giáo hay kêu người ta đọc thành tiếng đều đều cái kinh của họ để dập tắt cả hai luôn, giọng nói và cảm xúc. Niệm Nam Mô A Di Đà hay thiền chú tâm và hơi thở đều là hình thức cùng một lúc dập tắt giọng nói và cảm xúc. Chính vì dập được cảm xúc và suy nghĩ, giọng nói, nên thường đi chùa hay là thánh đường về là người ta sẽ thấy rất sảng khoái. Nhưng đó chỉ là lợi ích rất ngắn hạn. Phân biệt được hai món cảm xúc, bản thể, đang là, và giọng nói, ngôn ngữ, văn minh, cái tôi, muốn là, nên là, lo nghĩ, overthinking, chính là cái cần đạt được nếu muốn hiểu bản thân hơn và tìm được cái vui thực chất và lâu dài hơn. Sau khi tắt chức năng ngôn ngữ, aka ngưng lại cái giọng nói của mình, người khác và cả văn bản người ta hay là mình đang ghi ở trong trí tưởng tượng, thì cái còn lại trong não chính là cảm giác lùng bùng. Tìm thấy được cái cảm giác đó là một phát hiện mang tính chất cá nhân rất lớn. Sau đấy nếu mà thực hành nhiều hơn, thuần thục hơn, thì mấy cảm xúc tiêu cực rõ ràng là không đáng sợ như ta vẫn thường nghĩ nữa. Vì không có giọng nói, ngôn từ kích thích ẩn ức, cảm xúc, trí tưởng tượng, thì đống cảm xúc thiếu xăng đó sẽ tắt rất sớm. Đó là lúc cá nhân đã ý thức phân biệt rõ đâu là cảm xúc, đâu là giọng nói. Và khi quen với việc quan sát cảm xúc, vốn chỉ đem lại đến lợi ích ngắn hạn nhưng lại rất cần thiết để chúng ta bình tâm hơn, thì cấp độ cao hơn chính là đuổi cái giọng nói, nhìn ra chính xác cái vấn đề của mình. Theo đuổi và nhận ra bản chất của văn bản qua giọng nói chính là lợi ích dài hạn. Văn bản đó thường kiểu như thế này: nó quá ngu nên không hiểu mình, mình quá vô dụng, cuộc sống quá bất công, thôi tương lai toang rồi. Đây là những văn bản duy ngã, self-centered activity, khác với văn bản vô tư, mang tính sáng tạo và không có cái tôi. Nhận ra các câu, các văn bản đó và theo đuổi, phản biện chúng đến cùng để thấy bản chất của chúng ta, aka từ bỏ dần những cái tôi, chính là cái cấp độ cao hơn. Đó là cấp độ của các nhà trí thức và học giả, khi họ chẳng ngán tư tưởng nào cả và ít khi so sánh bản thân với người khác, aka những câu nói tôi ngu lắm của Socrates, Lão Tử, Richard Feynman, v.v. Khi bạn đã có thể cởi bỏ dần những cái tôi, thứ vốn khiến cho tâm thức của bạn trở nên nát vụn và trì trệ, thì bạn sẽ có cơ may cởi trói được cái bản thể. Cái bản thể bị những cái tôi ảo tưởng che mờ, lấn át đi mất. Cái bản thể tràn đầy năng lượng, thúc giục bạn dũng cảm dần thân vào miền chưa biết. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, của mình là PinkDot. See ya!